Như những gì Ngọc Tâm đã hứa với cả nhà mình thì bây giờ Ngọc Tâm đã thực hiện được ha, rất là tự hào luôn. Mới đầu mình nói để mà vô mình review mà cái vô mình thấy cái cảnh nó đẹp quá, chôm chôm nó chín nhiều quá, cái mình mê, cái mình không biết nói làm sao mà tả làm sao để review luôn. Nó vui vậy thôi chứ. Bây giờ mình sẽ quay lại cái màn hình đây để quay lại chôm chôm chín đồ cho cả nhà mình xem. Đấy, chôm chôm chín có dừa dừa có. Đây nè, cây này mới sai nè. Nhìn rất là ngon miệng nha. Chút xíu là mình vô mình hái mình ăn thực tế. Hái ăn đi Thận. Xin phép chủ thì mình hái thôi, đâu có gì đâu. Nãy chủ ra rồi đó. Hả? Đây. Ủa, à đây. Đấy, trái chôm chôm chín nha. Gai nở rất là đều luôn. Hả? Chắc ngon lắm đây. Chắc mình phải ăn một miếng mới được. Ngon quá. Đấy. Đây là cái gốc điều này chắc cũng ngon quá. Đó. Lâu nay mình review mình ít có ăn đồ lắm mà không. Lâu nay mình review mình ít có ăn. Nhưng mà hôm nay ngon quá. Mình review cả nhà mình xem. Ngọt ngọt chua chua. Rất là ngon. Rất là ngon luôn nha. Đó. Rồi hình lại. Để mình quay toàn cảnh cho cả nhà mình xem. Đây mình quay tổng thể. Tổng thể để qua bên đây. Để qua bên đây nè. Không, trái sai ghê không ba? Trái sai cục cục luôn thấy không? Trái sai triệu quả luôn. Dạ. Rồi. Hái chôm chôm đi, hái chôm chôm đi. 1, 2, 3. 2, 3. Rồi, đẹp. Đây, ăn tặng, hái tặng góc ăn luôn. Xin phép chủ nhà ăn thoải mái. Đó. Rất là sai đúng không ạ? Và hồi nãy Ngọc Tâm có ăn một trái rất là ngon. Ngon thật sự. Mít thì cũng đang ra trái thôi chứ cũng chưa có nhiều lắm. Đây là bà con ở đây là trồng cây rồi mình xen lẫn vô cây điều, cây cây này là cây cây cà ri phải không? Cây cà ri nhưng mà chưa có trái. Rồi cây sầu riêng và chôm chôm. Đó, cái nhà người quen mình trong kia thì hôm nay mình đi vườn. Có thanh long nữa. Rất hấp dẫn đúng không ạ? Cả nhà mình thấy rất là hấp dẫn đúng không? Đây. Có trái gì nữa đây? Đấy. Zoom gần lại không được thì cả nhà mình chịu khó xem chút xíu nha. Đây, trái thanh long. Khu vườn này có diện tích là tầm 2 mẫu 4 theo lời của anh Phúc mới nói. Đó, cây cối ở đây rất là to và mát. Ước chừng cái gốc điều này chắc cũng phải 20 năm. 20 năm. Đấy, gốc to vậy đó. Tán to nhưng mà được tỉa rất là gọn gàng. Và đặc biệt khu vườn này rất là sạch sẽ nha. Được dọn dẹp rất là sạch sẽ. Đây, còn đây nữa. À, có măng cục nữa. Mình chưa review măng cục.
Wow, chôm chôm sai quá. Có cô hái chôm chôm. Dạ con chào cô. Đấy. Ồ, thấy cô khỏe không? Đây măng cục nè. Dạ dạ con cảm ơn cô. À, để con ăn từ từ, con mới ăn chôm chôm ngon quá. Đây măng cục. Dạ. Đó, đó. Còn măng cục này nè. Đây măng cục chín nè. Dạ măng cục chín. Như măng cục này bán ở thị trường là bao nhiêu một ký vậy con? Bán thị trường mình bán 33. 33 ngàn một ký ha. Nó mua lại nó còn bán nó lựa lại hàng dạ, hàng hàng đẹp. Trái to trái nhỏ. Dạ hàng trái to trái nhỏ nữa. Nó bán nhiều cái mình. Dạ. Cho nên đi mua siêu thị người ta nói mua bị hư không. À bị hư không nó cứng cứng nó khô rồi phải không? Nó khô nó chín quá. Dạ. Nó không bán được đi nó khô ở trong. Còn dạ. Mình ở đây á tại vì cái chín nó biết làm sao không? Mình đem đi xa không được. Dạ dạ. Cho nên không không bán bán gần ở đây người ta ăn thôi. Dạ. Chứ mỗi lái nó lại không mua chín. Dạ. Ồ, chôm chôm còn thiệt sai nè, cho con đi dạo vườn một chút xíu nè. Dạ. Đây. Đó, cả nhà mình thấy chôm chôm hấp dẫn chưa? Ồ, thấy tiệc. Tiệc đó là tiệc thứ hai từ Vũng Tàu đem về. Đây trái seri. Khu vườn này rất là rộng và đặc biệt là rất là sạch sẽ nha. Đặc biệt là rất là sạch sẽ nha cả nhà. Đó. Cả nhà mình nhìn rất là sạch sẽ đúng không ạ? Mặc dù là cây lớn, mặc dù là khu vườn rất là rộng, nhưng mà cô chú ở đây là cũng cố gắng làm cho nó kịp thời vụ, rồi cũng cho nó kịp thời gian để có thời gian thu hoạch và cho nó sạch sẽ cái khu vườn của mình đúng không ạ? Bây giờ Ngọc Tâm sẽ đưa cả nhà mình đi tới cái chỗ mà mấy anh chị đang thu hoạch nha. Đây mấy anh chị đang thu hoạch ở đây. Quen. có anh lính này anh mới sủa mình. Mình ra mình coi cái quy trình hái chôm chôm. Đấy, chôm chôm xay. Xay triểu cành luôn nha. Và chôm chôm ăn ngọt ngọt chua chua. Chào anh, đang hái chôm chôm hả anh? Ủa cây kia nó ngã sao vậy anh? Gãy. À bị gãy hả? Đấy, à, thấy tay anh hái lia lịa luôn. Đó, chôm chôm thì mình hái mình bẻ nhánh. Bẻ nhánh đây. Đó. Đấy, có anh trai kia hái nhiều và mấy anh chị ở đây đang thu hoạch, cô chú ở đây đang thu hoạch. Thì mình nhìn khu vườn này rất là hấp dẫn đúng không ạ? Thì cả nhà mình đăng ký kênh của Thiện Lạc là Tân Thiện Lạc TV. Kênh mình lấy cái danh nghĩa là Tân Thiện Lạc TV. Thì để cho cả nhà mình dễ nhớ thì cả nhà đăng ký kênh giúp mình ha. Thì ủng hộ kênh bằng cách đăng ký cũng như là like share kênh. Thì giờ này Ngọc Tâm sẽ đi ra quay một đoạn nữa. Hôm nay là mình đi vườn thỏa thích luôn ha. Đây. Ồ, đây. Trái chôm chôm đây. Đấy. Chôm chôm đấy. Wow. Đây. Đây mới hấp dẫn. Đây. Đây là mới đích thực nè. Đấy. Rồi. Wow, không còn gì để tả luôn. Rất là ngon. Và có thể cái máy của Ngọc Tâm hơi phản xạ ánh sáng chút xíu thì cả nhà chịu khó xem nha. Bầu trời hôm nay cũng trong xanh. Và nhìn lên những cái chùm chôm chôm màu đỏ đỏ nữa thì phối màu với nhau cũng rất là đẹp. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Rồi, cái... mời cả nhà mình đi qua bên đây. Nhìn thấy rất là thích ăn luôn á. Hồi nãy mình vô mình ăn một trái rồi, giờ chẳng lẽ ăn nữa hả? Ở đây mưa hay sao mà có hiện tượng là gãy nhánh lớn lắm nè. Cái nhánh này là bị gãy mất rồi, tiếc ghê chưa. Rất là tiếc luôn. Nếu mà nhánh đó không gãy thì thu hoạch cũng được mấy chục ký á.
được hai mấy ba chục ký á, theo ước chừng của Ngọc Tâm là như vậy. Rồi, cảm ơn cả nhà đã bỏ chút ít thời gian để mà đi dạo vườn chôm chôm tại Long Khánh cùng với Ngọc Tâm buổi chiều hôm nay ha. Chúc cả nhà có một buổi chiều thật là an lành, ngày nghỉ được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình, và thật là có ý nghĩa. Thì Ngọc Tâm cũng xin được phép kết thúc video tại đây, để Ngọc Tâm chung vui với cô chú trong kia, rồi mình còn hành trình để mà đi về thành phố nữa ha. Chúc cả nhà có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Ra ngoài kia còn vườn xa nữa, nhưng mà ngoài đó không có cái kết quả gì, thành quả gì, cho nên là Ngọc Tâm tạm thời là chưa có quay. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha.